đỉnh cao của cái sự thông minh là mình đôi lúc phải giả vờ thần kinh trong một vài trường hợp. Để làm gì ạ? Để mà bảo toàn chính mình. Không phải lúc nào tỏ ra thông minh cũng hay. Và không phải lúc nào mọi thứ trên cuộc đời này phải trắng ra trắng, đen ra đen, phải rạch ròi rõ ràng thì nó mới hay đâu, không phải. Có những thứ trắng đen rõ ràng rất hay, nhưng mà có những thứ khi trắng đen ra rồi thì chẳng còn hay nữa.